Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. 2. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR là gì? Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR, tên tiếng Anh là United Nations High Commissioner for Refugees, là cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc, chịu sự chỉ đạo và phải báo cáo cho ECOSOC và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cơ quan điều hành của UNHCR là hội đồng chấp hành gồm 64 nước thành viên, Executive Committee. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn là UNHCR, cơ quan thuộc tổ chức Liên Hợp Quốc do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu với nhiệm kỳ 5 năm. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn được thành lập theo nghị quyết số 319 năm 1949 và bắt đầu hoạt động từ năm 1951. Nhiệm vụ của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn là thúc đẩy các quốc gia ghi nhận và phê chuẩn các công ước quốc tế về bảo vệ người tị nạn, theo dõi việc thực hiện các công ước đó, thúc đẩy các chính phủ thực hiện các biện pháp giúp đỡ, cải thiện tình cảnh của những người tị nạn, cho cư trú hoặc di cư sang các nước khác, tổ chức và tạo điều kiện cho các chính phủ thúc đẩy, tiếp nhận và không phân biệt đối xử đối với những người hồi hương tự nguyện. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn được đặt dưới sự giám sát trực tiếp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ban chấp hành Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn gồm có đại diện 31 nước là cơ quan điều hành của tổ chức này. Trụ sở của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Việt Nam đã tham gia và có đại diện tại Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. 3. Chức năng nhiệm vụ của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR. Chức năng cơ bản của UNHCR là mở rộng sự bảo vệ của quốc tế đối với những người tị nạn, những người luôn bị đe dọa ngược đãi bởi những lý do sắc tộc, tôn giáo, dân tộc v.v. khi họ sống ngoài tổ quốc. UNHCR hoạt động nhằm đảm bảo để những người tị nạn có được nơi nương náu, có được tư cách pháp nhân thuận lợi ở nơi họ tị nạn, trong một số trường hợp như đối với người tị nạn châu Mỹ Latin hay khu vực Đông Dương. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc một kèm một. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.edu.vn. UNHCR còn tham gia vào việc đàm phán với chính phủ các nước nhằm khuyến khích những người di chuyển chỗ ở trở về quê hương. Ngoài việc bảo vệ, UNHCR còn hỗ trợ cho những đối tượng liên quan, những người không thể tự đáp ứng được các nhu cầu tối thiểu của họ một khi không có những nguồn hỗ trợ khác. Các dạng hỗ trợ bao gồm cứu trợ khẩn cấp, chương trình bảo vệ và duy trì để đáp ứng các nhu cầu cơ bản một cách thường xuyên, chương trình tự nguyện hồi hương, hỗ trợ định cư tại quê nhà nhằm nâng cao sự tự chủ và hòa nhập vào cộng đồng quê hương, chương trình tái định cư tại các nước thứ ba cho những người tị nạn không thể trở về quê hương và những người gặp khó khăn trong việc bảo vệ tại đất nước quê hương họ. UNHCR hoạt động dựa hoàn toàn vào nguồn đóng góp tự nguyện của các chính phủ, các tổ chức liên chính phủ và các nguồn tư nhân cho các chương trình hỗ trợ và bảo vệ. Ngoài ra, UNHCR còn nhận 2% ngân sách hàng năm của Liên Hợp Quốc cho các hoạt động hành chính. Tổng ngân sách hàng năm khoảng L tỷ USD. UNHCR có 277 văn phòng tại 120 nước trên thế giới và có hơn 5.000 nhân viên. Người đứng đầu UNHCR hiện nay là ông Ruud Lubbers. Trải qua hơn nửa thập kỷ làm việc, UNHCR đã giúp đỡ hơn 50 triệu người. Hai lần nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình vào năm 1954 và 1981. Năm 2002, UNHCR đã giúp đỡ và hỗ trợ vật chất cho hơn 20 triệu người. Trong số này có 9,3 triệu người châu Á, 4,4 triệu người châu Âu, 4,6 triệu người châu Phi, 1 triệu người Bắc Mỹ, 1 triệu người châu Mỹ Latin và vùng Caribe, 69.000 người vùng châu Đại Dương. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.